xin chào các em hôm nay chúng ta sẽ đến với một bài học đây là một bài nằm trong mảng kiến thức về lý luận văn học mà sách giáo khoa lớp 12 sẽ cung cấp cho các em. Với kiến thức lý luận văn học, chúng ta sẽ có một cái nhìn thấu suốt hơn về những cái nội dung kiến thức cụ thể mà các em đã được học trong suốt cả một quá trình. Giúp các em có một cái nhìn tổng thể và đủ đầy hơn. À, điều này cũng vô cùng có ích. Bởi lẽ à, đôi khi chúng ta cần phải có một cái trang bị về kiến thức chuyên sâu à, với cái kiến thức chuyên sâu này nó giống như là một cái chìa khóa ấy, nó có thể giúp các em à, từ đó tự mình để có thể tự làm những cái bài tập mà à, các em sẽ thấy là nó liên quan đến cái nội dung của kiến thức chuyên sâu này đương nhiên đây là một nội dung kiến thức không hề đơn giản vì thế mà cô trò chúng mình sẽ chỉ học những nét cơ bản nhất về vấn đề này thôi vậy thì bài học của chúng ta ngày hôm nay là gì bài học của chúng ta ngày hôm nay đó chính là quá trình văn học và phong cách văn học. À, chúng ta sẽ đến với nội dung của tiết học đầu tiên trong bài học này. Đó là chúng ta sẽ đến với quá trình văn học. Các em sẽ thấy rằng các em có thể nhìn lên trên màn hình để nhìn thấy phần mà cô đã hệ thống cho các em. Đó là chúng ta trong quá trình văn học trong cái nội dung kiến thức về quá trình văn học ấy cô trò mình sẽ học hai mạng chính. Mạng thứ nhất là cô trò mình sẽ học về khái niệm của quá trình văn học. Và mạng thứ hai, cô trò mình sẽ học về trào lưu văn học. Ở cái khái niệm về quá trình văn học, cô trò mình sẽ đến với việc chúng ta nhận diện quá trình văn học. Vậy thì thế nào là quá trình văn học? Tiếp đến là cô trò mình sẽ đến với một nội dung nó gần như là đặc điểm của quá trình văn học ấy cả nhà. Đó là quá trình văn học vận động trong tổng thể và nội dung thứ ba đó là quá trình văn học vận động theo những quy luật chung. Đó, chúng ta sẽ triển khai ba cái nội dung này ở việc nhận diện khái niệm về quá trình văn học nhé. Còn với trào lưu, cô trò mình sẽ đến với hai nội dung. Nội dung thứ nhất là nhận diện về thế nào là trào lưu và cuối cùng là chúng ta sẽ đến với một số cái trào lưu chính mà chúng ta đã được học hay là chúng ta được nhắc đến trong chương trình bây giờ cô trò mình sẽ đi vào những nội dung cụ thể mà cô vừa khái quát cho các em nội dung cụ thể đầu tiên là gì cô trò mình sẽ đến với việc nhận diện quá trình văn học các em sẽ nhận ra rằng à, những cái tác phẩm mà chúng ta học ấy đúng không nào những cái tác giả mà chúng ta được học ấy thì nó chỉ là một yếu tố trong cả một cái gọi là quá trình văn học mà các em sẽ nhận ra rằng là à, cái cái quá trình văn học ấy thì nó không đứng yên như là cái tác phẩm mà nó đứng yên cứng ở trong sách giáo khoa đâu, đúng không ạ? Nó là một quá trình luôn luôn có một cái sự vận động và biến đổi. Bởi vì nó là một hình thái ý thức xã hội mà. Cho nên văn học luôn luôn có sự vận động và biến đổi, đúng không ạ? Và vì thế toàn bộ diễn tiến của văn học, nhá, toàn bộ những diễn tiến của văn học như là một chỉnh thể qua các thời kỳ lịch sử chính là quá trình văn học. Đúng không ạ? Tất cả những cái diễn biến, tất cả những cái diễn tiến của văn học qua các cái thời kỳ lịch sử được coi là quá trình văn học. Đúng không ạ? Các em sẽ nhớ lại và cho cô về cái điều này. Ví dụ, chúng ta vừa học về văn học 4 năm, đúng không? Thì văn học 4 năm sẽ có thời kỳ văn học 45 75. Và thời kỳ này được chia là ba giai đoạn. Các bạn còn nhớ không? Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn từ 1945 đến 1954. Giai đoạn thứ hai là từ 1955 đến 1965 và giai đoạn thứ ba là từ 1965 đến 1975. Các bạn nhớ không? Như vậy, đấy, đấy chính là quá trình văn học. Các bạn đã hình dung vừa chưa nào? Rồi, tiếp tục, chúng ta sẽ đến với nội dung tiếp theo. Chúng ta sẽ nhận ra rằng quá trình văn học là một sự vận động mang tính chỉnh thể. Thế nào là một sự vận động mang tính chỉnh thể? Các bạn sẽ thấy rằng trong một cái quá trình văn học nhé, trong một cái thời kỳ văn học đi, trong một cái thời kỳ văn học thì để xét về quá trình văn học, người ta sẽ không chỉ, cái quá trình văn học nó không chỉ là những cái tác phẩm mà xuất sắc mà cô cho mình được học trong sách giáo khoa đâu để xét về quá trình văn học là người sẽ ta xét tất cả các cái tác phẩm văn học tất cả các tác phẩm văn học của giai đoạn đó của thời kỳ đó tất cả cái hình thức tồn tại từ văn học viết cho đến văn học dân gian từ ca dao hò về đấy người ta xét tất và tất cả các thành tố của đời sống văn học như là gì như là người viết người đọc phê bình văn học xuất bản văn học vân vân thì tất cả những cái điều này tất cả những điều này nhé phải là tất cả những điều này tạo nên một quá trình văn học đúng không ạ cho nên là khi mà chúng ta học về một cái thời kỳ văn học thì người ta bao giờ cũng phát họa ra cho chúng ta là thơ thì có những dòng thơ như thế này có những tác giả như thế này có những trào lưu như thế này đúng không ạ chuyện cũng như thế kịch cũng như thế phê bình văn học ra sao có những tác giả à, đối tượng tác giả như thế nào có những cái con người nào xuất chúng có những tác giả nào nổi bật vân vân thì tất cả những cái đấy chính là cả một sự vận động trình thể đó ta phải nhìn rộng ra về quá trình văn học như vậy tiếp đến là quá trình văn học tuân theo những quy luật chung đó tuân theo những quy luật chung thế quy luật nào chúng ta sẽ thấy có ba quy luật quy luật thứ nhất. Đó là gì? Văn học gắn bó với đời sống. Tức là chúng ta sẽ thấy là mỗi một tác phẩm đều có sự đổ bóng của thời đại. Cho nên các bạn sẽ thấy rằng là đấy là lý do vì sao mà văn học thời kỳ 1945-1975 sẽ khác với văn học của thời kỳ sau 1975, cho dù có cùng viết về một đề tài ấy chăng nữa. Là đề tài người lính chẳng hạn. Nhưng mà bởi vì làm sao? Văn học gắn bó với đời sống. Cho nên là hình ảnh người lính của văn học 1945, 1975 đương nhiên và tất yếu là sẽ phải khác với văn học 1000, sau 1975. Cũng như thế về đề tài người nông dân chẳng hạn, thì văn học 1930, 1945 phải khác với văn học 45, 75. Bởi vì cái thời đại nó khác hơn rồi, đúng không ạ? Tiếp đến là một cái quy luật thứ hai, đó là văn học phát triển trong sự kế thừa và cách tân. Đúng không ạ? Cho dù là khác biệt nhé, nhưng bao giờ cũng có sự kế thừa Và có sự cách tân Tức là văn học của giai đoạn này Giai đoạn của thời kỳ này Có thể cách tân, có thể khác Có thể thay đổi Nhưng bao giờ nó cũng có sự kế thừa Chứ không bao giờ nó là sự đứt đoạn hoàn toàn Đúng không ạ? Cho nên chúng ta mới chỉ ra những điểm giống và khác nhau đấy Bà cô trò mình đã nỗ lực Khi mà chúng ta học từng cái tác phẩm đấy Chỉ ra điểm giống và khác nhau Bởi vì nó có sự kế thừa và cách tân mà thậm chí là có sự kế thừa một cách ta tình tác giả một cơ ví dụ chúng ta sẽ thấy là tác giả sáng tác trước cách mạng bốn và sau cách mạng một nghìn sẽ có sự kế thừa phát triển trong phong cách nghệ thuật đúng không ạ và tiếp đến là văn học phát triển cho sự bảo lưu và tiếp biến tức là gì chúng ta sẽ thấy rằng là văn học bao giờ cũng có cội nguồn truyền thống của nó văn học của chúng ta là bảo lưu những cái yếu tố của văn học truyền thống Cụ thể ở đây là dòng mặt Văn học dân gian của chúng ta Cụ thể ở đây là những cái bảo lưu Về văn hóa của chúng ta Nhưng Văn học không chỉ có truyền thống Đúng không ạ? Mà còn có sự tiếp biến những cái yếu tố Ở bên ngoài Ví dụ chúng ta chịu ảnh hưởng của văn hóa Hán Chịu ảnh hưởng của văn học Trung Hoa Thì chúng ta tiếp biến những cái yếu tố của văn học Trung Quốc Đúng không ạ? để chúng ta hòa hợp với cái yếu tố truyền thống của chúng ta. Rồi đến khi chúng ta tiếp biến văn học Pháp, rồi đến khi chúng ta tiếp biến văn học phương Tây của cái thời kỳ sau 1975, thì đấy chính là các yếu tố để tạo nên một cái quy luật cho quá trình phát triển văn học. Đó, như vậy chúng ta đã đến với quá trình văn học với ba yếu tố. Thứ nhất nhận diện quá trình văn học thứ hai là quá trình văn học như là một sự phát triển vượt được một sự vận động chỉnh thể và thứ ba là quá trình văn học tuân theo những quy luật chung các bạn đã nắm được chưa ạ bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái nội dung rất là quan trọng đây là một nội dung nổi bật của hoạt động nổi bật của quá trình văn học đó là chúng ta sẽ đến với nội dung thế nào là trào lưu văn học Chúng ta sẽ đến với trào lưu văn học Vậy Chúng ta sẽ nhận diện Về trào lưu văn học đầu tiên cả Chứ là chúng ta nhận diện thế nào là trào lưu văn học Các em sẽ thấy rằng là Chúng ta hay nói đến những cái trào lưu văn học Ví dụ như là Chúng ta nói đến cái trào lưu Chủ nghĩa hiện thực, phê phán Hay là trào lưu của à, Chủ nghĩa lãng mạn Của văn học 345 các bạn còn nhớ không Đấy Thế thì thế nào là trào lưu? trào lưu văn học được giải thích và được à, à, định nghĩa như thế, đó là một hoạt động nổi bật trong quá trình văn học. Cô nhắc lại, trào lưu văn học chúng ta có thể hiểu một cách giản dị, đó là một hoạt động nổi bật trong quá trình văn học. Và trong một trào lưu, chúng ta sẽ thấy có thể bao gồm nhiều khuynh hướng và nhiều trường phái, nhiều khuynh hướng và nhiều trường phái. Thế nhưng cũng có cái hiện tượng đó là gì ạ? Có thể có khuy hướng và trường phái nhưng lại không thể thành trào lưu. Đó, đấy là một số cái đặc điểm gọi là ngoại biệt và chúng ta sẽ lưu ý. Đấy. Vậy thì chúng ta nói như này thì bây giờ chúng ta sẽ thử điểm qua với cái chương trình phổ thông. Chúng mình sẽ điểm qua chúng ta không đi sâu vào những cái khái niệm mà nó tương đối khó và tương đối chuyên sâu thì bây giờ chúng ta sẽ thử điểm qua một số cái trào lưu mà cô trò bình nên biết và thực ra là cô trò bình cũng đã nói trên thế giới cũng như ở văn học việt nam nhé bây giờ chúng ta sẽ đến với nội dung cuối cùng của tiết học ngày hôm nay đó là chúng ta sẽ đến với các trào lưu văn học lớn trên thế giới chúng ta sẽ cùng nhau đến với các trào lưu văn học lớn trên thế giới các em sẽ thấy Đầu tiên là chúng ta sẽ đến với chủ nghĩa phục hưng. Văn học phục hưng. Các em sẽ nhận ra rằng Các em sẽ nhận ra rằng chủ nghĩa phục hưng. Các bạn có nhớ khi chúng ta à, nhắc đến cái chủ nghĩa nhân đạo, chúng ta có nhắc đến cái văn học phục hưng. Chủ nghĩa phục hưng chính là gì á? Văn học của châu Âu thế kỷ 15-16. Bắt đầu phục hưng Phục hưng là gì? Bắt đầu phục hưng bắt đầu từ cái chữ phục hưng Có nghĩa là trấn hưng lại Phục hồi lại những cái giá trị con người Của nền văn hóa Hy Lạp La Mã Cái nền văn minh Hy Lạp La Mã Cái nền văn minh Hy La Nó rất đề cao con người Nhưng mà rồi sau đó khi Thiên Chúa Giáo lên ngôi Tôn Giáo lên ngôi Thì người ta đã đề cao cái vẻ đẹp của Chúa Người ta khẳng định cái vẻ đẹp của tôn giáo và vì thế những cái vẻ đẹp của con người Nó dường như là bị che lấp đi So với cái vẻ đẹp của tôn giáo Thế thì đấy cái thế kỷ 15-16 Với một loạt những cái phát kiến địa lý Thì người ta đã khai quật ra rất nhiều những cái Những cái hiện vật cổ của thời Hy Lạp La Mã Và người ta nhận ra được rằng là Đấy là cái thời kỳ mà người ta rất, rất đề cao con người Rất nhiều tượng để miêu tả cái vẻ đẹp Thân thể của con người Và toàn ngợi ca vẻ đẹp của con người thôi thế thì người ta mới giấy lên một cái trào lưu đó là bằng cái trào lưu này ấy, nó không chỉ là trào lưu cho văn học đâu mà các bạn sẽ thấy là nó rất nổi bật với trào lưu chung của cả một cái nền nghệ thuật phục hưng mà các bạn thấy là những bức tranh nổi tiếng những cái bức tượng nổi tiếng của các nghệ sĩ như là Leonardo Vinci hay là michelangelo đều là những cái dấu ấn rất là không thể quên được của nghệ thuật phục hưng thì à, nghệ thuật phục hưng chính là để làm gì chính là để đề cao các bạn nhớ nhé, nói đến phục hưng là nói đến phục dậy, hưng thịnh lại cái vẻ đẹp của con người, cái sức mạnh của con người, hưng thịnh lại cái vẻ đẹp à, của văn nền văn minh Hy La. và vì thế văn học thời kỳ này đương nhiên cũng đề cao việc giải phóng con người, đề cao cá tính, chống lại cái tư tưởng khắc nghiệt thời Trung cổ, đề cao việc giải phóng con người, đề cao cá tính, chống lại cái khắc nghiệt của thời Trung Cổ. Và các bạn sẽ thấy là ở cấp 2 các bạn đã học một cái tác phẩm rất tiêu biểu của chủ nghĩa phục hưng. Đó chính là tác phẩm về một gã khờ anh chàng Don Quixote, Don Quixote, sự nhà quý tộc tài ba xứ Matra, đúng không ạ? của nhà văn Cervantes gọi là bộ bảo vật của Tây Ban Nha. Hay là chương trình lớp 11 thì các bạn đã học một cái vở bi kịch về tình yêu rất nổi tiếng, đó là vở bi kịch Romeo và Juliet với những cái câu thoại rất là nổi tiếng đúng không ạ? là tại sao chàng lại là Romeo của dòng họ uh, montague đúng không ạ? mà tại sao thiếp lại là Juliet của Capulet đúng không ạ? tại sao chúng ta lại mang những cái tên như thế đúng không ạ? nếu như chàng đổi họ đi hay là nếu chàng không đổi họ thì chúng ta thì em sẽ là người đổi họ đúng không ạ? tức là chống lại những cái định mệnh khắc nghiệt đây là cái sự đấu tranh tức là cái sự cái mối thù hận của hai dòng họ khiến cho gì ạ ờ, hai con người này họ không đến được với nhau và vì thế mà cái cô gái mới lớn là juliet đã vô cùng yêu Romeo của mình và nó nói rằng là nếu không thì chúng ta từ bỏ cái dòng họ của chúng ta đi nó chỉ là cái tên thôi mà để chúng ta đến với nhau bạn sẽ thấy đấy là một sự ngợi ca và giải phóng cá tính rất là mãnh liệt chúng ta sẽ đến với cái chủ nghĩa tiếp theo cái trào lưu tiếp theo đó chính là chủ nghĩa cổ điển Chủ nghĩa cổ điển ra đời ở châu Âu Và chúng ta sẽ thấy là nó dịch hành ở thế kỷ 18 Chủ nghĩa cổ điển coi trọng cái vẻ đẹp lý tưởng Đề cao lý trí Coi trọng cái quy phạm Tức là nó quay trở lại cái đề cao lý trí Đề cao lý trí Đề cao vẻ đẹp lý tưởng Những cái vở kịch nổi tiếng Của chủ nghĩa cổ điển Như là vở kịch của những vở kịch của Cornei hay Racine hay là hài kịch của Molière chính là những tác phẩm rất tiêu biểu của chủ nghĩa cổ điển tức là đề cao lý trí nhá đề cao vẻ đẹp lý tưởng sau đó chúng ta sẽ thấy hai cái trào lưu rất nổi bật của thế kỷ 18 19 cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19 và toàn bộ thế kỷ 19 đó chính là gì ạ? đó chính là chủ nghĩa lãng mạn và chủ nghĩa thực phê phán ở châu âu chủ nghĩa lãng mạn với những tên tuổi nổi bật như là gì ạ như là victor hugo hay là gì ạ à, nhà, nhà viết kịch đức chile đúng không ạ tất cả những cái tên tuổi ấy đã đưa chủ nghĩa lãng mạn trở thành một trào lưu rất nổi bật của châu âu có một cái sức ảnh hưởng rất là lớn và các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta đã làm quen với cái câu chuyện lãng mạn à, đó là câu chuyện đề cao cái khát vọng đề cao ước mơ đề cao trí tưởng tượng đề cao cái sức mạnh của con người đặc biệt là trong một câu chuyện mà ít nhiều chúng ta đều quen thuộc đó chính là những người khốn khổ của à, victor hugo Đúng không ạ ở đó cái tình yêu thương đã thực sự làm nên được điều kỳ diệu jean valjean với tình yêu thương vô bờ sau khi đã được chiếu rọi bởi tình yêu thương của linh mục Milen đã cả đời là người nguyện bác cây thánh giá của yêu thương và vì thế, ông đã làm nên được biết bao nhiêu câu chuyện cảm động, biết bao nhiêu những tình huống cảm động trong những người khốn khổ. Và có những bạn thì thậm chí rất thích một nhân vật phụ, đó là nhân vật Eponine. Đúng không ạ? Cái cô gái đã yêu thầm nhớ trộm Marius và đã lặng lẽ theo chàng đến tận cái gọi là cái chiến lũy và đã che đạn cho chàng. Và đến khi chết rồi thì Marius cũng không biết được tình yêu của cô thì lúc đó mới cầm thấy được một cái lá thư của cô tức là các bạn sẽ thấy là đấy là chủ nghĩa lãng mạn đấy ạ. Tức là hy sinh tất cả cho tình yêu, say đắm tình yêu, đi theo tiếng gọi của tình yêu. Các bạn sẽ thấy rất là hay. Thì đấy là chủ nghĩa lãng mạn. Và sau đó, chủ nghĩa lãng mạn thì sẽ là chủ nghĩa hiện thực phê phán. Đây cũng là một trào lưu nổi bật của thế kỷ 19 với những tên tuổi cực kỳ tiêu biểu như là Balzac hay Tolstoy. Chủ nghĩa hiện thực phê phán thiên về nguyên tắc khách quan, nói như Agen đó là gì ạ đó là chủ nghĩa thực phê phán đã xây dựng những nhân vật điển hình cho hoàn cảnh điển hình xây dựng những nhân vật điển hình cho một hoàn cảnh điển hình rất tôn trọng cái hiện thực khách quan nghiêm ngặt thì đấy chính là chủ nghĩa hiện thực phê phán mà chúng ta sẽ được giới thiệu uh, một trích đoạn trong uh, lão gorio của ban giác và phần nào với chủ nghĩa thực phê phán thì các em sẽ hiểu hơn về uh, cái bản chất của chủ nghĩa hiện thực phê phán và để rồi chúng ta cũng sẽ hiểu hơn hiểu kỹ hơn với cái tác phẩm theo trào lưu của chủ nghĩa hiện thực phê phán của văn học 1930 1945 ở Việt Nam tiếp đến chúng ta sẽ thấy là chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa là quá trình à, phát triển của chủ nghĩa hiện thực ở thế kỷ 20 đề cao vai trò lịch sử của nhân dân chủ nghĩa thực xã hội chủ nghĩa rất đề cao vai trò lịch sử của nhân dân mà chúng ta sẽ thấy những đại biểu tiêu biểu của chủ nghĩa địa phương phê phán đó chính là Maxi Gorky đúng không ạ tiếp đến là chủ nghĩa siêu thực đây là một chủ nghĩa ra đời đầu thế kỷ 20 ở Pháp và cái chủ nghĩa siêu thực này thực ra chúng ta cũng đã nhắc đến với một số bài thơ với một số hình ảnh thơ của thơ mới Đúng không ạ? À, chủ nghĩa siêu thực đã quan niệm là thế giới trên hiện thực mới là mảnh đất sáng tạo của người nghệ sĩ. Đúng ạ? À, chủ, à, tức là hiện thực trên hiện thực. Đúng không? Mảnh đất trên hiện thực, mới, siêu thực mà. Trên hiện thực mới là mảnh đất của sự sáng tạo. Tiếp đến chúng ta có thể đến với một cái chủ nghĩa nữa. Đó là chủ nghĩa hiện thực huyền ảo. Chủ nghĩa hiện thực huyền ảo chúng ta sẽ đến với một tác giả thực ra các bạn đã được làm quen ở chương trình lớp 9 đó chính là nhà văn colombia à garcia marquez đúng ạ với tiểu thuyết đã đem lại à, giải nobel cho ông đó chính là tiểu thuyết trăm năm cô đơn trong cái chủ nghĩa hiện thực huyền ảo chúng ta sẽ thấy là à, các nhà văn đã thể hiện một cái đời sống tâm linh một niềm tin tôn giáo với các huyền thoại các truyền thuyết đây chính là cái trào lưu được ra đời sau Thế chiến Thế giới lần thứ hai của văn học Mỹ Latin mà Garcia Marquez chỉ là một đại biểu tiêu biểu mà thôi. Các em sẽ thấy là với trăm cô đơn, câu chuyện của cả một dòng họ kéo dài trong 100 năm kết thúc bằng một sinh vật con người nhưng có đuôi đã cho chúng ta đến với một cái thế giới hiện thực. Với tồn tại trong đó cả những cái giấc mơ, cả những lời sấm truyền cả những yếu tố tôn giáo, cả những lời tiên tri và tất cả những điều đó đã thể hiện một cái hiện thực bề sâu, nói như Nguyễn Ý Châu, đó là cái bóng của hiện thực. Và cuối cùng, chúng ta sẽ đến với một chủ nghĩa mà thực ra cô thấy nhiều bạn trẻ quan tâm, đó chính là chủ nghĩa hiện sinh. Chủ nghĩa hiện sinh ra đời ở châu Âu sau thế chiến thế giới lần thứ hai, tập trung miêu tả cuộc sống con người như một sự tồn tại huyền bí, xa lạ và phi lý và các bạn sẽ thấy là chủ nghĩa hiện sinh được thể hiện rất rõ trong các cái 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 vở kịch phi lý và những cái câu chuyện như là của Camus, người xa lạ à, chủ nghĩa hiện sinh à, thể hiện con người xa lạ với chính bản thân mình rời à, rạc với chính bản thân mình à, cái cảm giác bị thao hóa và khác lạ và có cảm giác là một thế giới trống rỗng vô nghĩa và tách rời thực ra À, đấy là lý do vì sao mà cô thấy rằng rất nhiều bạn trẻ quan tâm đến chủ nghĩa hiện sinh à, thế nhưng chúng ta cũng sẽ nhận ra rằng với tất cả những chủ nghĩa này thì à, cô khuyên các bạn là chúng ta có thể nếu muốn chúng ta có thể tìm hiểu một cách kỹ lưỡng bởi vì đây đều là những cái à, thể hiện rất rõ một cái à, suy nghĩ của à, cả một thế hệ tạo nên một trào lưu lớn đúng không ạ và vì thế nếu cần các bạn có thể đọc và tìm hiểu kỹ lưỡng về các trào lưu rất là thú vị này trong đó có rất nhiều trào lưu không chỉ là trào lưu của văn học mà còn là trào lưu của cả nghệ thuật trong đó có hội họa âm nhạc vậy thì đây là những trào lưu lớn trên thế giới còn bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy những trào lưu lớn mà sách giáo khoa giới thiệu với các em về văn học Việt Nam chúng ta sẽ thấy rằng sách giáo khoa khẳng định rằng lưu văn học đầu tiên xuất hiện vào khoảng những năm 30 của thế kỷ 20 với hai trào lưu là chủ nghĩa lãng mạn và chủ nghĩa hiện thực phê phán. Trong chương trình lớp 11, chúng ta đã học những tên tuổi của chủ nghĩa lãng mạn tiêu biểu về Văn Xuôi, có Thạch Lam, Nguyễn Tuân. Về thơ, chúng ta thấy khó thơ của Xuân Diệu, Huy Cận, toàn bộ các nhà thơ mới đấy ạ. Đúng không ạ? À, và chúng ta cũng sẽ thấy chủ nghĩa hiện thực phê phán với những rất nhiều tên tuổi như là Vô Tất Tố, như là Nguyễn Công Hoan, như Vũ Trọng Phụng, như là à, Nam Cao, đúng không ạ? Nguyên Hồng. Còn sau cách mạng tháng 8 năm 1945, chúng ta cũng đã xuất hiện chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa với những tên tuổi rất tiêu biểu của các nhà thơ nhà văn đi theo cách mạng như là hồ chí minh Tố hữu xuân diệu huy cận chế lan viên nguyễn đình thi nguyên ngọc nguyễn khải nguyễn bi châu nguyễn quang sán đấy đều là những tên tuổi tiêu biểu của trào lưu hiện thực xã hội chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa các em thân mến thực ra tất cả những kiến thức này như cô đã nói với các em Cô trò chúng mình đã Từng à, Nói đến rất nhiều lần Ví dụ chúng ta đã có hẳn Một bài học về chủ nghĩa lãng mạn Và chủ nghĩa hiện thực phê phán Của văn học từ đầu thế kỷ 20 Cho đến hết cách mạng tháng 8 của 1945 Chúng ta cũng đã nói đến à, những đặc điểm Của chủ nghĩa hiện thực Xã hội chủ nghĩa trong việc chúng ta tìm hiểu những tác phẩm của giai đoạn này Tuy nhiên hôm nay À, chúng ta đã có một cái nhìn tổng thể để thấy được à không phải ngẫu nhiên mà à, các trào lưu lại xuất hiện ở thời điểm đấy, không phải ngẫu nhiên mà là ở Việt Nam thì xuất hiện trào lưu muộn đến như thế và chúng ta cũng sẽ nhìn ca trào lưu trong sự vận động và phát triển trong sự vận động và phát triển và với cái bài học này cô hy vọng rằng cũng kích thích cho các em à, để cho các em có thể tìm hiểu sâu hơn về một trong những vấn đề rất thú vị của văn học. Còn buổi sau, ở tiết học này, ở bài học này, chúng ta sẽ đến với tiết học một tiết học cũng rất quan trọng, đó là chúng ta sẽ tìm hiểu về phong cách sáng tác, phong cách văn học. Nhưng đó là nội dung của bài tập bài học sau rồi. Còn bây giờ thì xin tạm biệt và hẹn gặp lại các em. <laughs>